nghe một cái bài nhạc siêu gốc mà chúng ta sử dụng hợp âm vọng, tức là bốn hợp âm. Đó là đầu tiên là hợp âm đô. Và chúng ta đánh lần đầu chúng ta rải, sau đó là chúng ta đánh sàn. Và cuối cùng là chúng ta đánh phần cao trào. Chúng ta đã coi trong phần đó rồi. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đánh hợp âm la, rồi hợp âm đô, hợp âm la thứ, hợp âm rê thứ, hợp âm son. Và chúng ta đánh nến chậm, và sau đó chúng ta đánh cao trào. Tuổi hồng thơ ngay dưới mái trường, hấu thơ đã đi qua rồi, để lại trong tôi những nỗi buồn. Nói lên tiếng yêu thầm lặng, anh chờ tình em. Xưa chúng ta chung trường, cùng nhau kết hoa ước hẹn, mà sao bỗng dưng em lại bỏ quên hoa, bỏ quên tình anh. Em lại ra đi không lời xa từ, tháng năm cách xa dần trôi, anh chờ tình em. Và chúng ta có thể thi một âm mi bảy vào cũng cho nó hay. Khi biết tin anh rồi, lòng anh bóng sẽ thắt lại. Và khi tiếng chuông giao đường, đầu thân vang sẽ hoa dừng lại. Em là cô dâu, em mặc áo hồng, đánh vai bước đi bên trong tình anh cô đơn. Tuổi hồng thơ ngay dưới mái trường, âu thơ đã đi qua rồi, để lại trong tôi những nỗi buồn. Nói lên tiếng yêu thầm lặng, anh chờ tình em. Xưa chúng ta chung trường, cùng nhau kết hoa ước hẹn, mà sao bỗng dưng em lại bỏ quên hoa, bỏ quên tình anh. Em lại ra đi không lời xa từ, tháng năm cách xa dần trôi, anh chờ tình em. Khi biết tin em rồi, lòng anh bỗng sẽ thắt lại. Và khi tiếng giao đường, đầu thân vang sẽ hoa dừng lại. Em là cô dâu, em mặc áo hồng, sánh vai bước đi bên trong tình anh cô đơn. Cảm ơn các bạn. Chúng ta nhớ là trong một bài nhạc xì lô rock, chúng ta tùy theo chúng ta sắp xếp. Có những bài thì chúng ta sẽ đánh xì lô blue trước, có bài chúng ta sẽ đánh xì lô rock trước, tùy theo tính chất của bài. Có những bài là chúng ta vô là chúng ta đánh sóc liền, chẳng hạn như mấy bài Đường Xa Ước Mi của nhạc sĩ Đức Huy chẳng hạn, hay là bài Không. Thì những cái bài đó chúng ta có thể đánh phá cách, tức là từ xì lô rock chúng ta chuyển lên đánh luôn disco, chẳng hạn như cái bài Một Trái Tim Một Quê Hương đấy bạn. Thì từ đánh chúng ta chuyển thể từ xì lô rock, chúng ta chuyển thể qua điệu disco hay là điệu các điệu khác. Đó là chẳng hạn như có những bài như là Hạnh Phúc Ngày Và Đêm chẳng hạn, hay là những thì là lúc đầu xì lô rock, sau đó chúng ta chuyển thể qua cha 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 hoặc là xì lô phóc. Thì cái ứng dụng xì lô rock nó sẽ hay hơn. Mà chúng ta nhớ là điệu xì lô rock là một điệu rất là xưa, nhưng mà nó không vượt cũ được. Nó rất là xưa nhưng mà nó là rất thông dụng. Nhạc nước ngoài ta vẫn xài, nhưng mà khi các bạn đánh với nhạc nước hải ngoại, chúng ta phải đánh nhanh lên một chút. Xin cảm ơn.